Mến chào các bạn. Gặp xứ sở của loài chim rồi. Bạn nào mê chim tôi chỉ chỗ cho bắt trộm nha. Chào, quá trời luôn. Đây nữa nè. Hồi sáng mà vợ mà la ra ta ngắm chim cho rồi. Mỗi khi mà chim mà nó buồn là bả chắc nó buồn theo. Dữ các bạn. Ôi, quá trời luôn. Độc đáo các bạn. Những giống lạ nữa cũng có nè. Đây là mít nha, bao nhiêu nhiều hơn nữa nè. Dạ. Trời, anh chơi chim dữ đi, anh phải chuyển qua chơi bướm bắt đây anh ơi. À, bướm chim quá trời. Trong này một mớ chim đó các bạn nè. À, thấy chưa? Ồ, nó tập trung bên kia kìa. Bên này nhiều các bạn này. Quá trời. Tuyệt vời lắm. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Bạn nào cần chim vô đây lượm mấy con gì nuôi. Thank you.